ngài là tị, là thứ nhất là chồng con uống rượu. Chồng con uống rượu. Chồng con uống rượu là các chị em về đây xin ngài để xin thuốc ngài, xin thuốc ngài để có thuốc à? Có cái thuốc giấu đấy. Vâng. Gọi cái thuốc giấu ngài đấy về bỏ vào rượu cho chồng con uống. Ủa? Thường thường ở đây nói thật các anh chị thì những gia đình nào tâm linh ý, vâng, thì chị em đến đây là ông chồng hoặc con cái về rất chóng bỏ rượu. Là bỏ ngay được. Vâng. Bỏ không sau bỏ. Sau khi uống thuốc là bỏ. Vâng. Kể cả hút thuốc mà cũng bỏ luôn. Bỏ luôn. Xin kính chào quý vị khán giả kênh YouTube Mai Linh kết nối 365. Hôm nay thời tiết tại miền Bắc khá là lạnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay đang rơi vào tầm 12 độ thôi các bạn, rét run rồi các bạn. Và sau khi mình có tìm hiểu thông tin ở trên mạng thì có biết có một ngôi đền rất chi là kỳ lạ và đặc biệt nhất Việt Nam luôn các bạn. Đó là một ngôi đền để cho các bà, các chị, các mẹ đến xin cho chồng bỏ rượu, chè hoặc là chửi bới, đánh đập vợ con. Thì câu chuyện thực hư như thế nào thì mình hôm nay sẽ ghé thăm đền để thắp hương rồi cùng tìm hiểu câu chuyện cụ thể nhé các bạn. Thì ngôi đền này tọa lạc tại xã A Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình nhé các bạn. Nói đến huyện Kim Sơn thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến quê hương của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang hoặc là ngôi nhà thờ đá phát diệm cổ kính và nguy nga. Thì mình sẽ đi vào trong tìm hiểu thêm câu chuyện để các bạn được biết nhé. Thì cái ngôi đền này thì cũng không phải là rộng lớn lắm đâu. Thì trước đền thì có thờ hai ngài hổ và bên này tượng trưng là núi. Dạ. Và cái đến đụng đến vấn đề tâm linh thì thông thường cháu thấy nó hay hiệu nghiệm ngay lập tức. Vâng. Dạ. Đến đời con đời cháu làm ăn cũng chẳng ra sao hết cả. Cho nên tốt nhất thì mình cứ sẽ đi vào bên trong. Cái gì cái tâm là chính, còn mình không ăn trộm ăn cắp của ai mình không sợ. Thì ngôi đền này sẽ có ba gian chính. Trước đền là có hai ngài hộ pháp. Đây là toàn cảnh khu chính diện của ngôi đền này các bạn. Thì đây là gọi là ngôi đền thanh tra giám sát này các bạn. Thì mình sẽ đi vào trong cung chính thờ ngài đấy các bạn. Thì theo mình được biết ở đây đang còn lưu giữ 5 cây kiếm cổ từ thời thế kỷ 17 đấy các bạn, gắn liền với lịch sử của ngôi đền này. Bác cho hỏi bác tên gì ạ? Nguyễn Xuân Tụng. Bác là Nguyễn? Nguyễn Xuân Tụng. Nguyễn Xuân Tụng. Vâng, vâng. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay bác 15. Dạ. Bác trông coi đền ở đây là bao nhiêu lâu rồi bác? Từ 2016. 2016 rồi. 2016. Nhưng bác hoạt động ở trong đền được lâu chưa? Từ năm 89 rồi. Có lẽ phải đến 30 năm. 30 năm rồi. Từ năm 89 giờ rồi. Dạ. Cho cháu hỏi là đền này có được từ bao lâu rồi bác? Đền này ngày xưa các cụ từ Trà Nũ sang Kim Sơn để ông Nguyễn Công Trứ là lập ấp ở huyện Kim Sơn, là các cụ sang đây là các cụ đã xây dựng ngôi đền. Dạ, vậy là thế kỷ 17 gì đó. Thế kỷ 17 rồi. Vâng. Vậy là 300 năm rồi. Vâng đấy. 400 năm ấy. Vâng. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Vâng. Là 400 năm rồi. Bác có thể giới thiệu cho cháu một sơ sơ về ngôi đền được không ạ? Ngôi đền đây thì nói chung là ngày xưa các cụ thì xây dựng nên thì là tôn cấp tập thờ đây là quan hoàn thổ.
Quan bản thổ. Quan bản thổ là quan giám sát. Vâng, là quan giám sát. Vâng. Các cụ xin chân hương ở bên Nam Định đấy. Bên Nam Định chả có ngôi đền quan giám sát mà. Xong các cụ ở bên quê hương ấy, các cụ xin chân hương về đây. Các để thờ ở đây. Thờ, chúng ta thờ ở đây. Quan giám sát là mình thờ như thế nào nhỉ bác nhỉ? Cháu chưa hiểu rõ lắm. Quan giám sát tức là ngài, tức là giữ năm chức. Dạ. Kể cả thần linh cũng là ngài. Mình vào đây cho đỡ gió vâng, đi. Vâng, vâng. Quan bản thổ cũng là ngài, mà quan long mạch cũng là ngài, quan thổ địa, quan hà bá cũng là ngài. Bác đứng đây cho đỡ gió rồi. Đó là ngài cai quản là năm chức. Quan là những quan nào bác nói lại cho mình? Quan thần linh này. Quan thần linh. Quan thổ địa. Tức là thổ địa là thổ nhà mình ấy. Vâng. Dân ta ở thổ là ngài cai quản ấy. Cho nên là thường thường các nhà là thờ quan hoàn thổ. Vâng. Quan long mạch này. Quan đạo nộ. Đấy. Ngài. Là năm chức. Năm chức luôn. Vâng. Vậy những cái khối đá ở trước cái đèn đấy để làm gì chú? Đá thì đắp hai đôi ông hổ lên là phải có con núi, có đá để ngài, để hai ông để ẩn nấp mà. Tượng trưng nó là như thế. Dạ. Mình như thế là ở mình xem trên tivi đấy thì thường thường Chúa Sơn Lâm. Vâng, Sơn Lâm đấy, Chúa Sơn Lâm. Dạ. Thì nó phải có đồi núi, Sơn Lâm, Sơn Lâm núi. Có núi. Dạ. Đấy. Mình là thờ chủ yếu là bên trong đây đúng không ạ? Vâng. Bên ngoài đây vâng. Thì là thờ đây là thờ hai hổ bên ngoài. Đây, trong này nữa là thờ quan văn quan võ. Cháu nghe một số câu chuyện ấy thì người ta nói là quan giám sát ở đây ấy là một số người phụ nữ tới đây ấy là để xin cho người chồng không uống rượu này. Tất cả là ngài là tị, là thứ nhất là chồng con uống rượu. Chồng con uống rượu. Chồng con uống rượu là các chị em về đây xin ngài để xin thuốc ngài. Xin thuốc ngài để có thuốc rồi. Có cái thuốc dấu đấy. Vâng. Gọi là cái thuốc dấu ngài đấy về bỏ vào rượu cho chồng con uống. Ủa? Thường thường ở đây nó thực anh chị thì những gia đình nào tâm linh ý. Vâng. Thì chị em đến đây là ông chồng hoặc con cái về rất chóng bỏ rượu. Là bỏ ngay được. Vâng. Bỏ không sau bỏ. Sau khi uống thuốc là bỏ. Vâng. Kể cả hút thuốc mà. Cũng bỏ luôn rồi. Bỏ luôn. Yeah. Thì ở đây nói chung là có những người ta đến mỗi một lần thôi, sau khi xin thuốc ngài về này, về cái người ta bảo là nhà cháu đã như vậy là 10 phần đỡ được 8 rồi. Vâng. 8 phần rồi. Đấy là đến cuối năm này là họ về họ tạ ở ngay tỉnh này thôi. Với một cái anh ngay ở huyện đây này, con anh ấy trước kia là bị một vụ, tức là tòa xử là ăn treo. Vâng. Ăn treo sau khi anh về đền quan đây, lần đầu tiên về đền quan anh xin bảo, cháu xin ông để cơ quan pháp luật giảm án treo cho cháu. Vâng. Được mấy bữa cái là nhà nước giảm ngay. Vâng. Kêu cho con trai, kêu cho con trai cái là mới được 2 tháng này là bỏ hút thuốc. Hôm mùng 1 vừa rồi anh về anh tạ luôn. Và cháu nó bỏ thuốc rồi. Yeah. Đấy, nói như vậy. Cho nên là ngài này cứu dân ở thế thôi, không phải ngài làm hại ai cả. Tức là cái việc nghiện ấy này nó quá tải. Thường thường là chồng con uống rượu nó quá tải. Yeah. Say chửi bới nó cũng không ra sao. Cho nên là gia đình người ta nghe trên báo mạng người ta về xin được quan để cho chồng con, tức là đỡ uống rượu đi mà, hoặc là bỏ hẳn. Vâng. Cái trường hợp là nhiều rồi đấy. Thường thường là ông cứ bảo này, khi mà gia đình có chồng con mà đã bỏ được rượu 10 phần đỡ được 8 này thì điện luôn cho ông để ông tạ ngài, không có kêu nắm thì nỗi nhiều. Vâng. Vâng. Đã bỏ rồi thì phải tạ luôn đấy. Vâng. Nói thật với các anh vậy, cho nên là ngài rất linh thiêng ở chỗ đó. Ừ, vậy là thông thường thì họ có nhu cầu thì họ đến ngày nào họ cũng cầu, tới cầu hay là không chỉ rằm mùng 1 là được? Không. Đại thế người ta ở xa, người ta chỉ đến một lần. Vâng. Một lần nhờ ông Từ kêu hàng tháng kêu cho họ đặt ngân lễ tiền. Dạ. Ông Từ là cứ vậy kêu, nếu mà khi mà chồng con đã đỡ cái người ta điện xuống cho số điện thoại, người ta điện xuống này,
báo là đã... báo là đã đỡ bỏ được thì ông tạ, hoặc có điều kiện là gia đình họ xuống họ tạ tận nơi luôn. Đấy, nó trường hợp như vậy. Chứ người ta ở xa thì người ta cũng không đi lại hàng tuần tiễn được. Chứ quanh quanh đây này khách xá thập phương thì nói thực canh nếu mùng 1 thì chắc anh đến đây thì gặp bác thì hơi khó, bởi dân họ đến thập phương đến đông lắm. Dạ. Ngày rằm có đông chứ? Ngày rằm thì ít hơn ngày mùng 1. Dạ. Và ngày mùng 1 là cái ngày đầu tháng người ta xin lọc cả tháng. Dạ. Và còn những ngày bình thường đây các gia đình nào có công việc đột xuất là người ta vẫn để về. Hay là cả các nơi người ta nghe đền quan ấy chữa cho chồng con uống rượu, người ta đánh xe con người ta về, người ta kêu cầu. Cũng đặc biệt chú ha. Vâng, có thấy một số ngôi đền ấy là xin cho cầu duyên này. Cầu duyên có. Rồi cầu... cầu duyên này, cầu công danh này. Này. Rồi con cái học hành là được hết. Là đền mình cũng được vâng, hết. Được hết. Nhưng mà... thi cử, tôi nói các anh thi cử nhé. Là đến mùa thi cử 100 gia đình đến là được cả 100 em đậu hết chứ không bao giờ trượt em nào. Yeah. Ừ, thi tốt nghiệp lớp 12 thi vào đại học luôn là đều được hoàn thiện hết chứ không có bao giờ các em nào nó trượt. Cháu nghe nói là trong ngôi đền của mình là có ba cây bảo đao đang còn lưu giữ ở trong đây. Không có phải không? Kiếm nhiều chứ. Nhiều. Phải năm thanh kiếm. Năm thanh luôn. Năm thanh kiếm này bác dẫn con cháu đi vào trong đền coi sơ sơ một chút rồi vâng, cho vâng, cháu vâng. Coi luôn mấy cây kiếm được không? Vâng. Nói một cây này riêng đền đây ấy, vì đây ông ra thì ông sẽ nói chuyện cho đấy, đến năm cây kiếm năm giờ thảo ba bây giờ. Vâng. À, đây là năm năm cây kiếm này là của thời nào đấy ạ? À? Đấy, thời ngày xưa các cụ xây dựng ngôi đền nên là các cụ đã thắm sẵn rồi, kể cả long cung vậy. Yeah. Vâng, các cụ khi đã xây ngôi đền nên là các cụ đã năm cây kiếm cổ luôn. Vâng. Bên trong có lưỡi mà. Có chứ không lưỡi nhưng mà tượng trưng thôi. À đây là tượng trưng vâng. Một khối luôn. À? Vâng, tượng trưng lưỡi thôi chứ không phải là lưỡi. Tôi tưởng là vẫn còn giữ những cái không lưỡi có cái nét cổ người chưa cho thấy cái thanh này có lưỡi có lưỡi hết lưỡi cái thanh nào cũng có lưỡi mình rút ra được không được đồng vào không được khi rồi thực ra khi mà động đến của thợ đồ phải kêu ngài thì sau đó thì mình có lau chùi nào thì phải nói thật các anh ở đây nếu mà sơ suất tí là đã bị ngành vâng. Thiêng quá trong vâng. Đấy, và ra đây có mỗi cái mà chỉ có làm rơi có mỗi cái ấy về ngài hành cho phải kêu sớm mỗi ngày. Yeah. Vâng. Năm cây kiếm cổ. Năm cây kiếm cổ này có chắc cũng bắt nguồn từ bằng tuổi ấy mới đền này luôn. Vâng, khi mà các cụ kiến thiết nhà đền lên là các cụ đã kể cả nhang án đây như vậy. Vâng. Ông ấy phụ ở cái đền ở Phú Vinh ấy. Vâng. Tức là ngày xưa thời bao cấp nói thực anh là nó cũng đói rách. Yeah. Ông người ta cứ đến cúng thẻ hương với giấy tiền ấy. Thế là bố ta lấy đi này ra ngoài bán. Bán để lấy kiếm tí. Lấy giấy tiền đi bán rồi. Giấy tiền người ta đến cúng đốt không đốt nhưng mà hương vậy lại đi đưa ra lại bán lại cho họ. Yeah. Đấy. Đấy cái đi phúng ấy thì ông người ta phúng bằng rượu nhưng mà ông lấy múc nước mưa ông phúng. Yeah. Sau khi mà đến hôm cái năm ông về đầu tiên ở cái rằm tháng riêng này. Tế ở đây này, vâng. Tan tế nửa bán tế này, ngã xuống nền thạch, ngã ở đây luôn rồi, ngã luôn, tức là trên bục ngã xuống dập mặt xuống, ngất đi đúng nửa tiếng, ngất nửa tiếng, vâng. Thế là kêu mãi ông ấy khỏi, ông đi dậy, ông bảo công cứu tôi có hai ông cắp nách nuôi tôi ra, thế là trong ban bảo cái đấy tôi không biết được, dạ. Thế là ông ấy không mấy ông về được có hai hôm sau thì ông xuống nhà bố vợ. Tối xuống nhà bố vợ chơi về quán đèn xe đạp bây giờ xe đạp vâng. Ngã nó vôi miệng liệt mất đúng 20 năm mới chết đấy vâng. Mới thực anh vâng. Còn ở đây nhá cái năm đấy cũng có ông anh nhà ông tử tử đây đúng mùng 3 Tết có một anh thanh niên cũng trẻ tối rồi cũng tầm độ tối
Thế là vào anh bảo là cháu vào cháu lễ thánh. Cháu vào vậy thì bác vào thắp hương cho anh lễ thánh. Anh vào đến cửa kia cái này, anh bảo vậy thôi cháu không lễ nữa. Biết ngay ý đồ. Vậy cháu bảo lý do như thế nào vào cửa đền này mà tại sao không lễ bảo ấy. Cháu bảo thôi cháu không lễ nữa. Thế là ông anh bảo may có cậu ở đây chứ không có. Cháu bảo không, đã có thánh, bác yên chí đã có thánh, đã chứng giám rồi, không dám. Dạ. Vậy cái năm ngoái này, đêm giao thừa đây này, đấy các cháu ở xóm ra xin lọc ná mà. Vâng. Để xe máy ngoài đường kìa. Thế mà nó khóa cổ rồi. Thế mà nó vặn không lấy được. Không mở được. Dạ. Thế mà cái thằng cháu nó bảo ông, nó bảo may ông là thánh thiêng mà xe máy cháu nó vặn tròn đi mà không lấy được. Không lấy được xe máy. Không lấy được xe máy. Cho nên nó bảo may cháu vậy. Vậy xong nó ra nó thì ấy được gái này nó về. Đấy, cháu nó bảo may cháu thánh thiêng, chứ còn nếu không thiêng thì cháu mất cái xe máy đêm giao thừa năm ngoái. Vâng. Đấy. Đấy, thật các anh thì ở gần đây ấy bác, là có người nào đã từng cầu xin mà khỏi bệnh, khỏi nhiều. Nói chung là nói thực anh, riêng đền ngài đấy chạm vía các quan kêu là khỏi ngay. Kêu cái về đến nhà là khỏi luôn, chứ không bao giờ. Kể cả gia đình người ta, chồng cán bộ vợ đi kêu cái về. Đấy, có cái chị ở ngân hàng kêu có cái về, cái là chị bảo nhà cháu kêu cái về khỏi ngay. Chị này hôm tuần tới chị bảo thôi cháu tạ nhà cháu về nhà cháu khỏi ngay. Kể cả mồ mả vậy, hay là động quan bàn thổ, quan động mạch vậy, về kêu là ngài giải mã cho khỏi luôn. Đấy, tất cả những cái điều đó dân người ta đều thấy cái lợi, người ta đến người ta chiêm bái, nói thực anh vậy. Dạ. Chứ còn ông không giấu gì đâu, bởi trước cửa thánh mình không nắm nói dạ. Dối nha. Và có mấy cái cây xoài cái muỗng to này, có ngày trước có ai có ý định gì ngày xưa chặt gì không chứ? Ngày xưa có cây muỗng cây kia kìa. Đấy nhá, nó cao khoảng độ 6 mét, to, gốc to hơn kia nhiều. Vâng. Cái thời đấy nói thật các anh này, cũng nói thật ngôi đền ngày xưa cái đời ông dần ấy. Thời có ông là ông mắt dỡ hết ngôi đền này cũng dỡ này. Cái dỡ, vâng. Thời phá đình phá chùa ấy. Ở xã này là dỡ mất 3 ngôi. Vâng. Khi dỡ ngôi đền này đấy, có hai anh ở cùng xã này, xã mới thuê chặt cái cây muỗng. Vâng. Mới chặt cành thôi mà tí ngã chết. Sau về một anh ở tối về con tí chết đuối. Vâng. Một anh về tối mất cái đài Trường Mao. Dạ. Thế là không dám chặt nữa. Dạ. Một số cụ bây giờ các cụ bố lão mà. Vâng. Thì xã nó điều khiển cái ông nên dỡ, nhưng mà nhiều ông về sau nó thực phải lên sâm hối. Dạ. Còn một ông bí thư chủ tịch là hài vật chết tươi. Dạ. Hai ông là về chết tươi mà khi chết ấy, dân người ta không đến đưa. Không ai đến đưa luôn. Không đến đưa, nguyên cán bộ thôi. Yeah. Đời con đời cháu cũng không ra gì. Mà không ra gì, đến được con đời cháu không ra gì. Không giờ không ra gì. Đấy, cháu làm phó chủ tịch cũng coi mất chức luôn, đang làm mất chức luôn. Rồi con cái không ra, đến giờ đời con cái thì không ăn thua. Nói thực anh, không ra sao mà dân người ta cứ rủa xả. Người ta đi lễ, nói thực anh, cũng ra cũng đón đường, cũng đến từng người, ai những người đi lễ. Dạ. Mà khi chết ý, đấy có ngành tôi, anh em thì bây giờ thì họ gia đình nên đào mộ nhá, đào tị huyệt ý. Ống bất thuần đất, cái này là cái đón đường, ống bất thuần đất. Ý. Chửi ngay vậy, gia đình chả dám nói gì. Rất dở vậy cơ, cho nên cái việc tâm linh đó thì các anh thì nó thể hiện ngay ra chứ cũng không phải đâu. Cho nên cái việc này, cho nên là làm cái gì cũng vậy, nó phải có tâm linh. Sau khi là nói thực anh là cái năm đời ông Nguyễn Văn Ninh nên khôi phục lại tín ngưỡng mà. Vâng. Thì các ông ấy tổ chức xin phép thằng cháu, bây giờ thằng cháu con nhà anh nó làm phó chủ tịch. Chúng ta nói sơ sơ, nó bảo thôi công cứ làm. Thế và chúng cháu bảo công làm thì chúng cháu không dám, công cứ tự động công làm. Những đời ông Ninh nên cho làm. Yeah. Thế là ông tu sửa là để khôi phục lại.
Đấy, nói thật với anh vậy. Vậy là hàng năm cái lễ hội chính của cái ngôi đền này là ngày là 14 tháng Giêng. 14 tháng Giêng. Và lễ đầu năm. Tế. Vâng, có tế Hà Nội. Tế tế chứ, phải tế chứ. Còn đấy là tế lễ đầu năm, còn thường thường là nhập hạ, tán hạ hay cơm mới là cũng vẫn phải tế. Dạ. Vâng. Bồi thường vậy, đến đôi 10 tháng 12 này lại tiếp bồi thường. Có thấy trong kia có hình rắn nào không, bác? À, đây là Bạch Xà. Bạch Xà. Bạch Xà đây là... Là đấy là thần gì ạ? Ừ, tức là kêu ở đây, kêu ở trong đây, kêu quan giám, rồi sau đó là hai ngài quan văn, quan võ, rồi đông tướng tướng quân Bạch Hổ, tây tướng quân Nhị Hổ, tức là hai ông hổ thờ bên kia, bên đông là Bạch Hổ, bên tây là Nhị Hổ, nó vàng mà Bạch Hổ nó trắng, còn Bạch Xà Hổ tướng thần quan, tức là Bạch Xà tức là hổ mang đấy, hổ mang thường thường gọi là hổ tướng, hổ mang rồi gọi là Bạch Xà Hổ tướng thần. Cho nên là đã thờ cái gì là phải kêu cái đấy, chứ không lấy được, chứ mình tách ra không được. Thôi chú đây là chú có vợ. Chưa vợ. Mai sang cầu là xem cầu duyên. Cầu duyên, cầu duyên thì anh vào cầu duyên thì thôi, vô đi. Vâng, được thôi. Tên tuổi cứ ấy đi, cứ cầu duyên. Cháu cứ vái thì thường là được không? Không vái là được, không, phải kêu Hà Nội. Phải kêu chứ. Bây giờ... Xưng tên, địa chỉ, cái thứ gì? Địa chỉ, tên tuổi. Nhà ông đây có thằng... Anh chắc hơn tuổi bao nhiêu, năm nay 39 rồi, Nhâm Tuất. Mà đang đi hỏi vợ đấy, mà thực ra nó thực ra hỏi những chị em 33 với 34, 35 thì người ta không đi với chồng. Người ta bảo người ta không đi với chồng cho nên bởi vì nói thật với anh là anh nhà bác ấy nó đi Hàn Quốc 11 năm cơ. Với lại nó lái xe cho chị nó 4 năm mới đi nghĩa vụ 1 năm rưỡi nữa, 16, 17 năm cho nên xa nhà cho nên cho nên là em nó lấy vợ hết thì anh phải nuôi lại. Đến bây giờ hỏi vợ thì em cứ bảo mà hỏi cái cô trẻ quá thì cô trẻ thì lại không ăn chơi. Ăn chơi này người ta không thích. Dạ. 27 thôi, 27 tuổi. Nhưng mà được cái tuổi 27 thì rất tốt. Bởi vì chồng Nhâm vợ Tuất thì rất tốt, nhưng mà nó được mọi cái. Vâng. Đấy, cháu rồi, mà đi, có đấy thì cháu thì qua những câu chuyện từ ông Từ vừa thuật lại và chia sẻ cho mình và bạn Khánh kênh Thanh Hóa TV thì các bạn đã biết được một phần nào về cái nơi linh thiêng và cũng rất chi là đặc biệt về những cái điều mà mọi người có thể qua đây xin và khấn. Thì do hôm nay bọn mình tới là ngày thường nên là cũng không có đông người tới lễ, thì theo ông thì vào ngày mùng 1 thì ở đây rất chi là đông người tới lễ rồi xin cầu các kiểu đó các bạn. Điều đặc biệt là cầu cho chồng bỏ rượu, chè, bia, không chửi bới đến đập vợ con. Thì qua những câu chuyện này mình xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.